Cách duy nhất chính là chấp nhận sự thật. Người thừa nhận cái lỗi của mình, cố gắng làm việc tốt để bù đắp. Gặp chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, cho dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần bạn cảm ơn vì họ đã cho bạn cơ hội để trả nợ. Con người ta nếu đã làm sai rồi, đừng có sai đi sai lại nhiều lần. Không có nghĩa hôm nay bạn đi phá thai, ngày mai bạn đi làm lễ giải nghiệp, làm lễ xin tạ tội, xong rồi bạn lại làm sai nữa, không bao giờ được tha thứ. Mẹ của bạn có thể đã từng sảy thai hay phá thai. Thế nên nếu có như thế này, hãy đưa mẹ mình đi làm phúc, mua 9 bộ đồ lễ và nói những linh hồn mà mẹ bạn đã lỡ làm mất, nói họ thanh thản ra đi và bản thân bạn sẽ chấp nhận trả nghiệp. Mong cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn để bạn có thể hiếu thảo với mẹ mình một cách suôn sẻ, sức khỏe của mẹ bạn cũng tốt hơn. Còn quý vị khán giả nào đang xem phần này và đang đau khổ vì chuyện này, anh Lưu nói luôn cách giải nghiệp tốt nhất chính là việc sửa sai bản thân mình, đừng để lặp đi lặp lại một lỗi và đừng làm chuyện này nữa. Quý vị hãy làm phúc để gửi phúc cho các linh hồn đó. Còn cách làm phúc tốt nhất chính là hãy lấy câu chuyện của chính bản thân mình để dạy dỗ các thanh niên thời nay. Từ nay về sau hãy cố gắng làm việc tốt và hãy in sách Phật dạy những điều nên tránh liên quan đến việc phá thai, gửi phúc đó cho linh hồn của đứa con mà mình đã lỡ bỏ mất. Đây chính là con đường sẽ làm cho con bạn nhân được phước đức thật sự.